Anh ơi, anh cho anh Tết nó dậy rồi súc miệng rửa mặt đi anh ơi. Sau 48 giờ lần đầu một mình chăm sóc bé Tết, bà Thịnh đã trở thành một ông bố khéo léo trong việc dỗ dành con. Chưa xong đâu, đừng có đi. Đang phụ lại lấy cho bạn chơi hả? Tuổi lớn rồi nha, tuổi tin rồi nha. Nè, tiếp tục cho nó xong. Phụ mẹ cho xong. Một tháng trôi qua, thử thách 48 giờ vắng mẹ lần thứ hai bắt đầu. Khó khăn mà ba Thịnh phải đối mặt lần này sẽ nhân đôi khi có thêm sự xuất hiện của cậu cả cà phê. Hôm nay mẹ đi công tác á, mừng không? Chơi thoải mái nha, chơi thoải mái nha. Con bầm cà đi. Bầm sao? Bầm vậy là bầm. Nhẹ tay thôi, văn nước. Tết qua ngủ trễ quá. Mấy giờ nó mới ngủ? Chính xác nhẹ nhẹ con. Để nhẹ thôi, đâu cần chặt đâu con, này nó mềm mà. Rồi tỏi vô rồi xanh. Đây đây cái thùng thuốc. Em dặn luôn hai người nè, cái thuốc nè. Em có ghi chữ phun tết. Cái này của cà phê. Rồi đi chưa? Nè, cái này là khăn ướt lau bếp. Đi được chưa? Rồi. Thét. Rồi sao? Trời ơi. Khét cháy đen rồi. Trời ơi. Thì con hỏi mẹ nãy giờ là được chưa? Rồi sao? Nó nghe nè, thí dụ như con nhìn như vậy con tự phải biết được hay không chứ. Bây giờ xử lý sao? Đứng yên, đứng yên. Trời ơi. Trời ơi. Không có ai mang cái chảo qua chỗ cái chỗ nước này hết trơn hết. Đứng yên. Đừng đưa tay ha. Nó nghe là lúc mà dầu nó nóng á con, là con không có bỏ nước vô. Con đừng đưa tay. Con hiểu không? Nhưng mà em cũng sai nữa. Anh đứng im đi. Không có ai mang cái chảo qua chỗ cái chậu nước này hết. Anh đứng im. Dầu nếu như có nước vô nó sẽ văng. Nghe không? Ủa sao anh biết mà? Dạ nó không biết. Nghe không? Con rửa tay. Ok con rửa tay, nhưng mà tại vì dầu nó đứng kế bên cho nên con rửa tay lúc khác. Nghe không? Ở nhà này hai người này tội y nhau vậy đó. Bây giờ cà phê đứng vớt mấy cái cháy này ra ngoài dùng nha.